bắp giò. Thơm mùi quế quá nhỉ. À, chỉ loại thảo mộc. Đang có mặt ở con đường này là đường gì ta, đường Tôn Thất Hiệp nhá. Mấy hôm nay thì xôn xao cái là bánh mì tiệm Tây, thì Thiên cũng biết là bánh mì tiệm Tây là bánh mì như thế nào và thực sự nó mới xuất hiện ở Sài Gòn nhá. Thì là hôm nay Thiên muốn là đi thưởng thức bánh mì tiệm Tây và chia sẻ mọi người nhá. Ok, cái tiệm bánh mì tiệm Tây nó nằm ở bên kia, nằm ở số 157 Tôn Thất Hiệp, đường 13 quận 11 nhá. Hiện tại thì mở cửa lúc 3 giờ. Giờ thì Kiên đang có mặt lúc 3 giờ luôn đây, đúng chính xác 3 giờ luôn. Không chút nữa 4 giờ là nó rất là đông. Nên là hôm nay Kiên đi 3 giờ nhé mọi người. Ok, giờ thì Kiên sẽ mời cả nhà đi sang đó. Chúng ta sẽ xem bánh có gì trong bánh mì tiệm Tây mà đặc biệt nó gây báo ở Sài Gòn đấy như vậy nhé. Giờ Kiên sẽ mời tất cả các anh chị và các bạn đi sang tiệm bánh mì tiệm Tây nhé. Chúng ta sẽ khám phá tiệm bánh mì tiệm Tây nha quý vị ơi. Rồi, let's go. Đây, hiện tại là Kiên đang đứng có mặt lúc 3 giờ luôn. Này là 3 giờ đúng luôn quý vị ơi. Quán là đúng 3 giờ mới bán. Hôm nay Kiên đến sớm 10 phút nhưng mà bảo là đúng 3 giờ mới bán để Kiên uống nước sâm. Nước sâm ở bên này. Nước sâm mát gan ở số 180 Tôn Thất Hiệp đấy nhá. Giờ đúng 3 giờ là Kiên đi sang đây. Đi quay chia sẻ với cả nhà. Đây, bánh mì tiệm Tây đây quý vị. Wow, nhìn thấy cái chồng bánh thấy là hấp dẫn rồi đấy. Bánh này đúng là quả thực là lần đầu tiên thấy ở Sài Gòn luôn. Chưa bao giờ thấy bánh này ở Sài Gòn. Cái tiệm này là tiệm đầu tiên nhá quý vị. Ở đây có foodie và nào có đặt hàng ở trên đó luôn này. Mình có thể ăn, mình có thể lên đó mình đặt hàng giao tận nơi luôn. Không phải đến đây chen chúc rất là mệt. Ở đây là Kiên thấy có gà này, heo này, cá này, có 3 loại nhá. Gà thì có ức gà, su tròn, bắp cải tím, bắp cải xanh, chanh leo. Nói chung là có 3 loại, mình ăn gà, heo, cá. Giá thì từ gà là 32k, heo là 30k, cá là 35k. Cá là mắc nhất nha quý vị ơi. Ở đây Kiên thấy là có 3 loại nước sốt này. Đây có 3 loại nước sốt nhé. Này, rau cũng có 3 loại rau luôn. Bắp cải trắng, bắp cải tím và rau cần ô. Đây có cái lò nướng bánh nha quý vị ơi. Đây cái bánh mì tiệm Tây lần đầu thấy là nó lạ quá. Nhìn rất là đẹp nhé. Đấy. Cái này chắc cũng phải cả ngàn cái bánh ở đây. Đây là mấy trăm cái. Ngày bán là cả ngàn cái. Nguyên một chồng bánh nhìn thấy đẹp quá ha. Ở đây có cà rốt này, củ cải này. Này. Đấy, 3 giờ đúng mà là khách xếp hàng đông nghẹt luôn quý vị ơi. Ai bật nghe nha. Chưa có bán anh ơi. Hãy
bán cho trên app nhiều rồi. Dạ. Mình đến mua ăn thử trước chứ tí nữa khách đông chắc là cũng hơi lâu á. Đúng rồi. Ồ, cái nồi này là nồi là gì anh nhỉ? À, bắp giò. Ồ, thơm mùi quế quá nhỉ. Chín loại thảo mộc. À, chín loại thảo mộc. Lại cái này bí quyết cả chuyện này nhỉ. Trong này có giò. Có cái nào giò không anh? Dạ đúng. Còn cá là khác đúng không anh? Cá rồi gà là khác đúng không? Cá gà ngoài. Cái túi ở đây còn đóng cái mộc này là bản quyền đó. Không có nào nhái được hết. Sẵn rồi nhá, mà anh 3:10 mình chưa chuẩn bị xong, chắc khoảng 3:15 mới bán. Máy này là nhà mình làm luôn đúng không anh? Không, bánh là mình làm một số ít là mình làm thôi. Dạ. Một số thì dành cho mấy khách hàng mà mình đặt trước á, quen của mình đó. Dạ. Nó sẽ mang một xíu hương vị khác, còn lại đa phần là mình rất là giá cả. Dạ. Ngon đúng không? Rồi giờ là bắt đầu anh bán nha quý vị ơi. Gọi một cá một gà nha, để em một cá một gà. Một cá một gà nha. Dạ. Thì để em xí em chưa dẫn đâu, để em xí em đặt trước thôi. Dạ. 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 Đây là ba nước sốt, là ba là nước sốt gì vậy? Dạ, bên em có chanh dây, xíu muội và thím tay ạ. À, nước sốt chanh dây này. Sốt dạ, dạ, con biết gà sùi thím tay. Dạ, nước sốt chanh dây, nước sốt xíu muội và nước sốt thím tay. Cái sốt là bị lạ, hương vị lạ. Dạ chưa ạ, thì là em thêm xíu nữa ạ. Tới rồi anh. Đây là cục cục giò heo này các bạn. Hấp dẫn quá. Alo, để nắm tiếng tay nghe ạ. Dạ đúng rồi chị ạ. Ba giờ là có người đứng đợi rất là đông. Rồi. Dạ rồi, dạ rồi.
gàm bên kia đúng không? Dạ, cho em qua xin ạ. Bánh nóng thì hấp bánh. Này cái nồi này nồi giò heo này. Trong này người thấy mùi thơm của quế này quý vị, chín loại hương vị. Giống kiểu mùi thuốc bắc. Bánh này là bột mì đúng không? Dạ, bánh này làm từ lúa mạch. À, lúa mạch thôi. Khách đang đợi rất là đông nha quý vị ạ. Mình cũng đang đợi này. Đợi khoảng 20 phút rồi mới sẽ có này. 20 phút rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, sau khi đợi cũng 30 phút mình đã có bánh này quý vị ơi. Tiếp ơi, tiếp con nha. Đọc lẹ lên con nha. Sự là đọc luôn. Bạn nào không ạ? Em gửi tiền đó. Ôi mình có ba cái đây, ba loại, ba nhân gà, heo, cá. Cảm ơn anh. Đây quý vị ơi, đây đây quý vị ơi, đây là cái bánh mì khi nó gọi ba nhân loại nhân nhá, nhân gà, nhân heo và nhân cá nhá. Đây nhân gà này. Wow, bên trong là nguyên, đúng rồi, gà là nguyên một cái phần gà luôn, gà này gà chiên. Ở trong này là có bắp cải trắng này, cái này là heo này, heo này là được hầm từ chín loại cái hương vị, chín loại hương vị, có mùi thuốc bắc, có cái mùi mùi giống kiểu mùi thuốc bắc á. Đây đây là cá này, cá thì có hai miếng chả cá, bên trong có ớt này, có rau ngò ô này, hành này. Đây, nhìn hấp dẫn quá, nhìn bánh này ăn lạ quá, giờ mình sẽ thử nhá. Đây đây, trước tiên thử trên cái lon coca uống cho nó. Quay lại nửa cái thôi nha, để vừa thưởng thức nửa cái còn lại nha. Để biết hương vị nó như nào. Đây giờ mình sẽ thử một cái bánh cá trước nha quý vị ơi. Bánh cá này có ớt cay quá này. Để một bên này. Để nửa cho vợ. Ăn có mùi thơm của sốt, sốt giòn, nó giống như giống người muối tương vậy, giống như muối tương vậy, cá, cái vỏ bên ngoài nó chay nhai. Lần đầu ăn cái này rất là lạ đó. Mọi người xếp hàng mua đồng bắp luôn. Làm đi nữa nhá. Nói đặc biệt thì mình thấy nó không phải là đặc biệt lắm. Nhưng mà tại sao nó lại đông như vậy mình không biết. Có thể là nó là Sài Gòn rồi chưa có chỗ nào bán cái bánh này nào. Hai nữa là cái bánh, cái vỏ bánh mì bên ngoài này được làm từ lúa mạch, trăm lúa mạch. Dạ. Trong đây. Bên trong đây có dâu cần. Có cần hành. Thôi, mình sẽ thử cái heo. Heo đây. Đây là heo đây. Heo dưỡng nhân mà rất là nhiều heo nha quý vị. Bên trong đây là có dâu bắp cải tím này. Rồi dâu cần khô này. Rồi cái số tiền heo ăn ngon hơn lắm. Heo là cái đám thấy có mùi thơm, mùi thơm của mùi gà, chín loại hương vị. Trong đó là thấy trong đó là có quế, có chung là giống kiểu thuốc bắc. Cái heo này ăn ngon này. Mình thích cái heo này hơn này. Cái gà này mình dưới nó sốt lên. Gà này mình lấy cái sốt chanh ra. Ba loại sốt khác nhau đó. Nếu như ba loại sốt phù hợp ba món đó.
cái gà này để mình sẽ ăn với lại sốt này là sốt chanh dây. Đến mà mở nhà mình dưới lên trên nhá. Cái heo này, cái heo này ngon này. Đây. Ăn bằng cái hột chanh dây luôn. Đây mình sẽ thử nhá. Cái này không cắt nguyên để nó hơi bự. Không mấy miếng gà bự quá. Bán được cái vỏ. Vỏ áo của gà mà. Không quá. Thế là lúc mà mình bỏ bột áo của gà thì rất là giòn. Không. Cái sốt này dày lắm. Ăn nó thơm mà nó kiểu tươi chua. Tươi chua còn ngọt. Rất là dễ ăn. Này. Ăn đẹp không? Mà khi vẫn thích đầu hương vị heo nhất. Heo heo là đi ăn nhất này. Và sau khi đi ăn thì ăn cái heo này. Heo ngon nhất. Như mình là mình sẽ ăn cái heo. Heo này ăn heo. Đúng rồi, ta đây. Đây trên thấy là toàn là bên nào rồi bên xe xếp hàng rất là đông này. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, share và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nha quý vị ơi.